cơ thể con người sẽ chấm dứt sự sống sau 3 đến 5 ngày nếu không được uống nước. Nước rất thiết yếu, thế nhưng trong bối cảnh môi trường sống đang chịu nhiều yếu tố bất lợi như hiện nay, nhiều người cảm thấy bất an khi sử dụng nguồn nước sẵn có. Đây là lý do vì sao những chiếc máy lọc nước ngày càng được tiêu thụ mạnh mẽ hơn. Và dĩ nhiên, thương hiệu nào cũng khẳng định chất lượng của mình để khách hàng an tâm mua sắm. Theo đại diện của A. O. Smith, một thương hiệu máy lọc nước có uy tín đến từ Mỹ, hiện đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Nếu chỉ dựa trên cảm quan bên ngoài, hầu hết các thiết bị lọc nước đều có cấu tạo, nguyên lý vận hành khá giống nhau. Tuy nhiên, thực tế công nghệ lọc mới chính là yếu tố quyết định chất lượng nước sau lọc, tỷ lệ nước thải, tuổi thọ lõi lọc, v.v. Một chiếc máy lọc nước sử dụng công nghệ tiên tiến ngoài việc cung cấp nguồn nước tinh khiết, loại bỏ kim loại nặng và hóa chất độc hại, bảo vệ sức khỏe, thì còn giảm thiểu được tỷ lệ nước thải, kéo dài tuổi thọ lõi lọc và về lâu dài tiết kiệm chi phí sinh hoạt đáng kể cho người tiêu dùng. Những chứng nhận của các tổ chức uy tín hàng đầu như WQA, Hiệp hội Chất lượng nước Hoa Kỳ và NSF, Tổ chức Giám định Độc lập về An toàn vệ sinh thực phẩm và nước uống của Mỹ, được coi là kim chỉ nam giúp người tiêu dùng tìm được đúng sản phẩm chất lượng, bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Ngoài ra, những tiện ích tăng thêm như hệ thống cảnh báo thay lõi, cảnh báo rò rỉ cũng là yếu tố cần được quan tâm. We have a premium brand. And we're redefining the way water treatment is done in Vietnam. Đại diện đơn vị cũng cho biết, hiện trên thị trường hơn 80% máy lọc nước sử dụng công nghệ lọc RO. Công nghệ lọc RO, tức Sidestream, là một phát minh độc quyền mang tính đột phá, khắc phục được những nhược điểm của công nghệ lọc RO truyền thống, giúp tăng 66% lượng nước tinh khiết, giảm 56% lượng nước thải so với màng RO truyền thống, đồng thời nâng cao tuổi thọ màng RO lên gấp 1,5 lần, giúp giảm thiểu chi phí trên 1 lít nước tinh khiết. First, and we try to understand what the customer needs in each local country. We don't produce products in one country and then try and sell it everywhere else. Đại diện thương hiệu nói trên cũng cho biết, trước khi vào thị trường Việt Nam, hãng đã dành một thời gian dài tập hợp mẫu nước trên toàn quốc để phân tích, nghiên cứu và chuyển qua nhà máy để sản xuất sản phẩm phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam. Công nghệ là yếu tố chính quyết định sự khác biệt của máy lọc nước trên thị trường hiện nay. Một yếu tố nữa khách hàng cần phải quan tâm là chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khi có thắc mắc hay vấn đề kỹ thuật xảy ra, điều người tiêu dùng cần nhất chính là có thể yêu cầu hãng xử lý bất kỳ lúc nào, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Cũng cần phải kể đến các chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng trong thời điểm cuối năm của các thương hiệu lớn. Được biết, năm 2019, thương hiệu máy lọc nước này kỷ niệm 145 năm thành lập tập đoàn. Từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 đến ngày 24 tháng 1 năm 2020, mỗi tuần, A.O. Smith sẽ chọn ra khách hàng may mắn để nhận một chỉ vàng SJC 4 số 9 hoặc máy lọc không khí trị giá 18,6 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 1 tỷ đồng. Để đưa ra quyết định đúng đắn trước khi chọn mua bất kỳ sản phẩm nào, chúng ta cũng cần nắm bắt thông tin xác đáng. Dĩ nhiên, bên cạnh những gợi ý nêu trên, quý vị và các bạn cũng cần cân nhắc thêm những yếu tố như thiết kế không gian nhà bếp, nhu cầu về lượng nước sử dụng hàng tháng của gia đình.